trước khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các đồng minh phương Tây của Kiev đã xây dựng kế hoạch quân sự đáp trả. Hai quan chức phương Tây cho biết, nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, các quốc gia phương Tây sẽ sử dụng vũ khí thông thường để trừng phạt Nga. Đồng thời, theo một số nguồn tin, các nước này và Nga có những cách hiểu khác nhau về lằn ranh đỏ xung quanh tình hình hiện nay. Các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khẳng định, cách răn đe tốt nhất chính là đe dọa trả đũa. Do đó, họ đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình với Moscow và thông báo về quy mô phản ứng trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Về phía Mỹ, Washington tiết lộ đã trao đổi trực tiếp với Moscow về vấn đề này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng công bố nước này đã lên phương án đối phó với vũ khí hạt nhân của Nga. Trong phát biểu ngày 25 tháng 9 trên kênh truyền hình ABC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Nhà Trắng đã xem xét cảnh báo của Tổng thống Putin một cách nghiêm túc. Ông nói, chúng tôi đã liên lạc trực tiếp và riêng tư với phía Nga ở cấp độ rất cao, rằng sẽ có hậu quả thảm khốc đối với Nga nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Quan chức Nhà Trắng khẳng định, Nga ý thức rõ về điều sẽ phải đối mặt nếu đi vào con đường đen tối đó. Đồng thời lưu ý, Washington đã lên kế hoạch cho mọi trường hợp bất thường và sẽ đáp trả Moscow một cách dứt khoát. Ngoài ra, Nhà Trắng sẽ công bố những biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow trong vài ngày tới. Gói trừng phạt lần này nhắm vào các công ty ở bên ngoài nước Nga bị cáo buộc ủng hộ các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine. Trước mắt, việc tăng cường các lệnh trừng phạt kinh tế và nỗ lực cô lập Nga sẽ được phương Tây tính đến, cũng như tiếp tục viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Tuy vậy, việc thực hiện trên thực tế sẽ không dễ dàng, việc khiến các đồng minh đồng thuận về một lệnh trừng phạt vốn đã khó khăn. Ngoài ra, tình hình tài chính toàn cầu cũng như gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng đã là bài toán đau đầu với nhiều quốc gia châu Âu. Sau tuyên bố từ Moscow, các quan chức tại Mỹ đã cảnh báo sẽ có những phản ứng cứng rắn, dù vậy vẫn chưa có tuyên bố nào đi sâu vào chi tiết. Những gì họ làm sẽ quyết định phản ứng nào sẽ xảy ra. Tổng thống Biden nhấn mạnh phản ứng của Washington sẽ để lại hậu quả đối với Moscow. Bà Rose Gottemoeller, cựu phó tổng thư ký NATO, nhận định Washington nhiều khả năng sẽ không có động thái leo thang nếu Moscow chỉ phát động một vụ tấn công hạt nhân giới hạn, quy mô nhỏ. Chắc chắn người Mỹ sẽ không phản ứng lại điều đó bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ và Liên minh châu Âu EU cho biết đang thảo luận các lệnh trừng phạt mới để đối phó với động thái từ Moscow. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell tuyên bố Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho các hành động tại Ukraine. Dù vậy, những tuyên bố chính trị đôi khi là phần dễ. Hiện chưa rõ phương Tây sẽ sử dụng biện pháp gì. Các đòn trừng phạt kinh tế cũng gây tổn thất cho nền kinh tế châu Âu khi lạm phát và giá năng lượng tăng. Đợt trừng phạt gần nhất của EU nhắm vào Nga được thông báo từ ngày 4 tháng 5, nhưng phải mất 4 tuần để được toàn bộ thành viên đồng thuận khi có những tranh cãi về nguồn cung dầu đã chia rẽ các nước. Đến tháng 7, một thông báo về các biện pháp điều chỉnh được đưa ra, phần lớn nhằm khỏa lấp những hạn chế của biện pháp trừng phạt trước đó thay vì một đợt trừng phạt mới. Ông Joseph Borrell nói rằng lệnh trừng phạt kế tiếp sẽ nhắm vào các lĩnh vực mới trong nền kinh tế của Nga, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EU Ursula von der Leyen cũng có những tuyên bố cứng rắn. Bà cho hay EU sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế vào Nga. Các cá nhân và thực thể ủng hộ Moscow về kinh tế và xã hội. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất kiểm soát xuất khẩu công nghệ dân sự từ Moscow, bà von der Leyen nói. Ngoài kinh tế, EU cũng đã trừng phạt và đóng băng tài sản nhiều công dân Nga, bao gồm nhiều nhân vật quan trọng tại Điện Kremlin hay lãnh đạo các tập đoàn nhà nước. Về quân sự, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong tháng này nói rằng NATO đang làm việc với các doanh nghiệp quốc phòng để tăng cường sản xuất vũ khí, đáp ứng nhu cầu cho Ukraine, cũng như đảm bảo kho vũ khí cho các đồng minh đã viện trợ cho Kiev. Chúng ta đã thấy trong khủng hoảng COVID-19, các công ty đã tăng cường sản xuất vaccine. Bây giờ, chúng ta cần một cách tiếp cận tương tự với việc nhanh chóng sản xuất vũ khí và đạn dược, ông nói. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì sự mơ hồ nhất định về cách họ sẽ phản ứng như thế nào nếu có bên sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột. Dù vậy, việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể đưa thế giới trở về giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những các bình luận công khai từ các quan chức Mỹ phù hợp với dự đoán của các chuyên gia quân sự rằng phản ứng từ Washington sẽ dựa trên hành động cụ thể của Moscow.
Việc sử dụng vũ khí hạt nhân hạn chế có thể khiến Nga bị cô lập, nhưng chưa đủ để phương Tây phải dùng năng lực hạt nhân đáp trả. Bà Rose Gottemeller, cựu phó tổng thư ký NATO, cho rằng Moscow sẽ rất khó phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ hay đồng minh NATO. Bà cho hay một kịch bản có thể được Nga sử dụng là tấn công phá hủy vào khu vực Biển Đen hoặc nhắm vào mục tiêu quân sự của Ukraine, với kỳ vọng đồng minh phương Tây của Kiev sẽ phải nhượng bộ. Trước đó, đài nước Nga ngày nay dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng học thuyết hạt nhân của Nga là hoàn toàn rõ ràng và xung đột tại Ukraine không đủ điều kiện để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hồi tháng 8 cũng bác bỏ những tuyên bố rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Ông cho rằng không có mục tiêu phù hợp để làm như vậy. Trong bài phát biểu về lệnh động viên một phần, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố những ai đang cố tống tiền chúng ta bằng vũ khí hạt nhân cần biết rằng gió luôn có thể đổi chiều. Nói về cuộc trưng cầu sáp nhật, ông Putin khẳng định Moscow sẽ chấp nhận bất kỳ kết quả nào của cuộc trưng cầu dân Ý ở khu vực Donbass và các vùng lãnh thổ khác ở Ukraine do Nga kiểm soát, đồng thời sẽ không từ bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cùng ngày, phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 tại New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc trưng cầu đang được tiến hành trên cơ sở các quyết định của chính quyền địa phương. Nga sẽ tôn trọng quyết định của người dân. Toàn bộ lãnh thổ Nga được xác định rõ và có thể được bổ sung thêm trong hiến pháp Nga, chắc chắn nằm dưới sự bảo vệ toàn diện của nhà nước. Tất cả luật, học thuyết, khái niệm, chiến lược của Nga được áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ. Bình luận về nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh hạt nhân, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đăng bài "Phải chăng bóng ma hạt nhân chiến tranh đang lúc ẩn lúc hiện?" Sau đây là nội dung của bài viết. Cùng với sự leo thang của cuộc xung đột Ukraine, cảm giác nguy cơ chiến tranh hạt nhân của cộng đồng quốc tế ngày càng mạnh lên. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Nga Putin nói các quan chức cấp cao của NATO từng lên tiếng đe dọa Nga, nhưng Nga có rất nhiều vũ khí có thể đánh trả. Ông còn nhấn mạnh, đây không phải là hư trương thanh thế. Ngoài ra, tại hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cũng cảnh báo nguy cơ hạt nhân ở vào thời điểm cao nhất kể từ chiến tranh lạnh. Vũ khí hạt nhân là vũ khí có sức sát thương mạnh nhất. Nếu nổ ra chiến tranh hạt nhân mất kiểm soát, thì nó sẽ đưa loài người xuống vực thẳm hủy diệt. Một nghiên cứu gần đây cho thấy nếu xảy ra xung đột hạt nhân toàn diện giữa Mỹ và Nga, thì sẽ có khoảng hơn 5 tỷ người thiệt mạng. Hiện nay đang xuất hiện một xu thế nguy hiểm, cho dù các bên đương sự có nói hay không nói những lời bực tức hoặc những lời khoác lác, thì đúng là số lần bàn về vũ khí hạt nhân đang tăng lên. Những vũ khí hạt nhân quyết không phải là trái lựu đạn dắt ở thắt lưng, có thể sẵn sàng đem ra vung vẩy dọa dẫm người ta. Sự leo thang xoắn ốc của chiến tranh thường là không thể ngờ tới. Trên vấn đề chiến tranh hạt nhân, không có bất kỳ thứ thuốc hối hận nào có thể dùng được. Bởi vậy, các bên liên quan cần phải cố nhanh chóng hạ nhiệt tình thế hiện nay. Việc cần kíp trước mắt là tạo điều kiện đàm phán hòa bình. Cần thấy là sự căng thẳng hạt nhân hiện nay bắt nguồn từ cảm giác mất an ninh mạnh mẽ gây ra bởi cuộc đọ sức địa chính trị. Một nguyên nhân quan trọng là khả năng xung đột giữa các nước lớn đang tăng lên, sự ổn định chiến lược toàn cầu đang nhanh chóng bị lung lay. Có một lý lẽ đơn giản rõ ràng là khi tình thế càng hòa bình ổn định thì lớp bụi phủ trên vũ khí hạt nhân sẽ càng dày thêm. Nhưng một khi rơi vào tuần hoàn ác tính của tìm kiếm an ninh hơn, thì càng mất an ninh, càng muốn an ninh tuyệt đối. Lúc đó, vũ khí hạt nhân sẽ dễ dàng được lấy ra để lau chùi và trở nên bóng loáng. Có tình trạng họa vô đơn chí là hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân đang eo uột hơn bao giờ hết. Mỹ và phương Tây phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Nhiều năm nay, ngưỡng hạt nhân của Mỹ và phương Tây như một chiếc đinh đóng lên các nỗ lực không phổ biến hạt nhân toàn cầu, làm thành những cái lỗ thủng. Thực ra là làm cho ngưỡng hạt nhân ngày càng thấp đi, tình hình ngăn ngừa phổ biến hạt nhân ngày càng khó khăn, lúng túng. Không những thế, do bị tư duy chiến tranh lạnh thúc đẩy, Mỹ đã tăng cường chính trị tập đoàn và đồng minh quân sự nhằm tìm kiếm ưu thế chiến lược tuyệt đối, kích động sự đối lập giữa các phe phái hai phía Đông Tây của đại lục Á-Âu, tăng cường bố trí lực lượng chiến lược ở tiền duyên, như bố trí tên lửa hạt nhân. Một loạt biện pháp tiêu cực ấy chính là những ung nhọt của sự căng thẳng hạt nhân. Ngày nay trên sân khấu quốc tế, Mỹ hăng hái nhất bày tỏ sự lo ngại về chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi cho rằng
nếu Mỹ nói thực lòng thì với tư cách nước lớn hạt nhân, cũng là siêu cường duy nhất trên thế giới, Mỹ nên có những hành động thực tế làm dịu sự căng thẳng của cộng đồng, nhất là giảm bớt cảm giác mất an toàn giữa các nước lớn. Ví dụ, ngừng phát triển và ngừng bố trí hệ thống chống tên lửa toàn cầu, không theo đuổi việc bố trí tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất tại nước ngoài. Chỉ khi nào Mỹ đi trước làm được các điều đó, thì Mỹ mới có tư cách nêu yêu cầu với kẻ khác. Mỹ và Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất. Hai nước này nên thiết thực làm tròn trách nhiệm lịch sử đặc biệt và ưu tiên trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân, dùng phương thức có thể thẩm tra, không thể đảo ngược và có lực ràng buộc pháp lý để cắt giảm với quy mô lớn và có tính thực chất kho vũ khí hạt nhân của mình, tạo điều kiện cuối cùng thực hiện cắt giảm vũ khí hạt nhân toàn diện, triệt để. Ngoài ra, chúng tôi còn kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân nên từ bỏ chiến lược răn đe hạt nhân, mà cốt lõi là ra tay trước để áp đảo đối phương. Mọi người đều biết Trung Quốc là nước lớn hạt nhân duy nhất công khai cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, không sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc không tiến hành đe dọa hạt nhân với các nước và khu vực không sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính sách này đang phát huy tác dụng quan trọng trong việc giảm nguy hiểm hạt nhân, ngăn ngừa xung đột hạt nhân. Mong rằng các quốc gia có vũ khí hạt nhân khác, nhất là các nước lớn hạt nhân, có thể noi theo Trung Quốc. Đầu năm nay, lãnh đạo 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp đồng thời công bố tuyên bố chung về ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân và phòng tránh chạy đua vũ trang. Nói rõ, chiến tranh hạt nhân đánh không thắng và cũng không thể đánh được. Để ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân, điều căn bản là giữ cho chiến lược toàn cầu được ổn định và bảo đảm an ninh của các nước không bị tổn hại. Chỉ có như vậy thì mới làm cho vũ khí hạt nhân trước mắt phục vụ cho mục đích phòng ngự, đe dọa để ngăn ngừa xâm lược và ngăn ngừa chiến tranh, cũng có thể tạo ra hoàn cảnh an ninh có lợi cho việc cắt giảm vũ trang, cuối cùng xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.